chào tất cả mọi người đến với channel của mình. Bây giờ các bạn xem tôi sẽ tắm cái suối này ra. Bây giờ tắm cái suối này. Đó các bạn xem đây. Đây. Suối đẹp chưa? Đây. Vâng các bạn xem đây là cái tháp suối ở quê chúng tôi đây. Cái này chưa phải là xong các bạn nha. Đây là suối nha. Đấy. Các bạn xem đẹp không ta? Trưa nay xuống đây tắm trường, sáng nay lạnh quá các bạn ơi. Nước trong veo được các bạn ạ. À. Do thời tiết mưa cho nên là hơi đục đục tí á. Rồi các bạn xem tôi quay từ trên xuống, quay từ bên xa trên cái tảng đá này. Còn mấy cái thác ở trên kia là đẹp hơn nữa các bạn. Khi nào rảnh tôi sẽ cho các bạn xem. Không biết các bạn xem có thấy cái đẹp không, chứ mình thấy cũng đẹp á. Đi chơi suối bữa. Bữa nay cũng sơ sơ rảnh nên đi quay những cái cảnh ở quê mình.
Rồi tôi mới tắm hồi nãy một tí mà nghe tao trời kêu chị không nổi run quá. Rồi là cái bàn tay mình. Rồi bàn tay kìa. Sát đẹp không? Đấy. Ồ lạnh quá.